Xin chào các bạn học sinh lớp 6 của trường trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bộ môn công nghệ lớp 6. Ở lớp 5, ở cấp 1, các em được học các môn toán, tiếng Việt. Các bạn không có biết cái môn công nghệ này, vậy thì môn công nghệ các em sẽ học nội dung những nội dung gì và cách học sẽ ra sao? Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các em. Đây là sách công nghệ lớp 6. Hiện tại thì các bạn chưa mua được sách, nhưng nếu sau này các bạn mua sách được thì các em thì cần chú ý. Ở phía trên sách giáo khoa chúng ta sẽ có một cái logo. Thì khi các bạn mua thì các em cần lưu ý. Sách là bộ sách của Chân Trời Sáng Tạo do thầy Bùi Văn Hồng là tổng chủ biên, do cô Nguyễn Thị Cẩm Bân là chủ biên và thầy Trần Văn Sĩ. Khi các em mua thì các em cần lưu ý đúng sách bộ sách của Chân Trời Sáng Tạo nhé. Vậy thì trong một môn công nghệ lớp 6 các bạn sẽ học được những nội dung gì? Chương trình công nghệ lớp 6 trong năm học này các em sẽ học qua 4 chương. Chương 1 đó là chương nhà ở, chương 2 là chương bảo quản và chế biến thực phẩm. Học kỳ 1 các em sẽ học hai chương này. Chương 3 đó là chương trang phục và thời trang, chương 4 là đồ dùng điện trong gia đình. Vậy thì từng chương các em sẽ tìm hiểu được những nội dung gì? Rồi cô đi qua ở cái chương đầu tiên là chương 1. Chương 1 thì các em sẽ được tìm hiểu nhà ở là gì, nhà ở có vai trò như thế nào đối với con người, rồi các vật liệu xây nên ngôi nhà gồm những gì, quy trình xây dựng ra sao. Rồi trong nhà thì chúng ta có những cái nguồn năng lượng gì, cách tiết kiệm nó ra sao. Rồi các em sẽ được tìm hiểu với một từ ngữ đó là ngôi nhà thông minh. Vậy thì ngôi nhà thông minh là gì và cái căn nhà mình đang ở có được xếp vào là ngôi nhà thông minh hay không, thì các em sẽ được tìm hiểu trong cái chương 1 này. Cuối chương thì các em sẽ được làm thiết kế mô hình nhà ở nha. Qua chương 2 đó là chương bảo quản và chế biến thực phẩm. Trong chương này các em sẽ được tìm hiểu về các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm. Khi chúng ta ăn các thực phẩm vào trong cơ thể thì các chất dinh dưỡng này nó sẽ có vai trò gì? Khi ăn quá nhiều hoặc là quá ít vào trong cơ thể, khi thiếu các chất dinh dưỡng này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Và từ đó các em sẽ xây dựng nên một cái bữa ăn cho hợp lý. Ở trong chương này các bạn sẽ được tìm hiểu về các phương pháp chế biến thực phẩm, những món ăn thường ngày các em đang ăn đó là vỡ ra được sử dụng các phương pháp chế biến nào. Và ở cuối chương các bạn sẽ được làm một món ăn không sử dụng nhiệt. Trong chương 3 đó là chương trang phục và thời trang. Trong chương này thì các em sẽ được tìm hiểu về các loại vải mà chúng ta được đang sử dụng, được làm từ các nguồn nguyên liệu nào. Đây, về cái trang phục thì các bạn sẽ chọn trang phục như thế nào cho hợp lý, cách sử dụng và bảo quản trang phục như thế nào cho đúng thì các em sẽ được tìm hiểu trong chương. Cuối chương các em sẽ được làm một thiết kế được một bộ trang phục sao cho phù hợp với bản thân. Qua chương 4 là chương đồ dùng điện trong gia đình. Trong chương này các bạn sẽ được tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình, và từ đó các em sẽ sử dụng sao cho đúng và an toàn, không gây ra cháy nổ. Đó là nội dung của 4 chương của chúng ta. Vậy các em sẽ học như thế nào, bằng cách nào trong mùa dịch này? Những gì các em cần đầu tiên này là tập, thứ ba là bút bi đỏ và thứ tư là bút bi xanh. Đầu tiên nói về sách, hiện tại các em không có sách giáo khoa trực tiếp để các em đọc, thì các em có thể xem sách giáo khoa trên trang web. Các em vào Google và gõ đường link như cô đưa để trên màn hình, hành trang số chấm nhà xuất bản giáo dục chấm vn. Các em chọn vào đúng cái khối lớp 6 và chọn bộ sách của Chân Trời Sáng Tạo. Các bạn lưu ý nha, sách của Chân Trời Sáng Tạo thì khi các em bấm vào sẽ hiện ra các sách giáo khoa và các em chọn đúng với bộ môn công nghệ. Click vào sẽ hiện ra sách của môn công nghệ, các chương mà như cô giới thiệu sẽ ở phía bên này, và các bạn chỉ cần click vào là có thể đọc trực tiếp ở trên trang web. Hoặc cách thứ hai, các em có thể tải sách giáo khoa về máy tính. Muốn tải sách giáo khoa về máy tính, các em có thể đăng nhập vào cái đường link như cô để trên màn hình, trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ, bình tân.hcm.edu.vn.
Ở cái tin mới nhất ở đây, nhà trường có đăng lên bộ sách giáo khoa, đăng lên ngày 25 tháng 8, thì khi em đích vào trong này sẽ đưa ra cái đường link. Thì các em sẽ click vào đường link để tải cái bộ sách giáo khoa về máy tính và các em có thể đọc bất cứ lúc nào các em muốn. Rồi, đó là về sách giáo khoa. Về tập thì bạn nào có tập mới, tập trắng chưa qua sử dụng thì các em cứ sử dụng tập này. Ghi bài là mục đích là để ghi bài học của chúng ta vào trong đây. Nếu bạn nào không có tập mới, tập trắng thì các bạn có thể sử dụng chung, sử dụng lại những cái tập lớp 5 của mình, còn giấy trắng phía sau á các bạn có thể ghi bài của mình vào trong đây nha. Về bút, cô cần là bút xanh, bút đỏ. Thì nếu bạn nào chưa có bút đỏ, các bạn có bút tím hoặc là bút màu khác các bạn cũng có thể sử dụng. Thì để mục đích làm gì? Với bút đỏ thì dùng để cho các em ghi phần tựa bài, các mục một la mã, hai la mã, ba la mã để cho nổi bật cái tiêu đề của mình lên. Phần bút xanh để ghi nội dung bài học. Thì nội dung bài học là những gì? Trong cái file trình chiếu của các cô thì sẽ ghi có nhiều từ, nhiều chữ và nhiều hình ảnh ở trên đây. Thì khi nào các em thấy có cái ký hiệu đó là bàn tay cầm cái bút thì các bạn sẽ ghi những nội dung này vào trong tập. Cô lấy ví dụ như ở đây là một cái file trình chiếu của cô. Một la mã là vai trò và ý nghĩa của chế biến thực phẩm. Rồi vì sao phải chế biến thực phẩm? Và cô có các ba cái gạch đầu dòng ở phía dưới và thêm một tấm hình. Vậy thì cô sẽ ghi những nội dung nào vào trong tập? Thứ nhất, như nói cô nói ghi phần tựa bài và các mục một la mã, hai la mã bằng đỏ. Vậy thì các bạn sẽ ghi cái dòng một la mã vai trò và ý nghĩa của chế biến thực phẩm. Các bạn sẽ ghi dòng này vào trong tập. Rồi, cái dòng tiếp theo, vì sao phải chế biến thực phẩm? Dòng này không có ký hiệu bàn tay cầm cây bút thì các bạn sẽ không ghi. Rồi, qua ba cái dòng bên đây có ký hiệu bàn tay cầm cây bút thì các bạn sẽ ghi đúng ba dòng này vào trong tập. Hình ảnh thì các bạn không cần ghi, không cần vẽ gì vào trong tập của mình hết. Rồi, đó là cách ghi bài của bộ môn công nghệ. Và trong quá trình giảng bài, trong quá trình cô hướng dẫn thì cô sẽ có những câu hỏi thì các bạn hãy tích cực thảo luận, và nếu các bạn đưa ra câu trả lời đúng thì các bạn sẽ có điểm cộng. Và hôm nay cô đã giới thiệu cho các em về chương trình môn công nghệ lớp 6. Cho các em hình dung được ở bộ môn công nghệ lớp 6 này các em sẽ được học những nội dung gì và cách học môn công nghệ ra sao. Nếu các bạn nào có thắc mắc thì các bạn có thể đặt câu hỏi với cô ở tiết sau nhé. Cảm ơn các em đã lắng nghe.